cây ngô bạn nhá. Nhà mình có cái loạt cái ngô này là cây này toàn là thoát thân rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy thân của cây chưa? Đó, khoảng tầm 20 phân, 20 phân trở lên bắt đầu mới rễ nhánh. Cây cao khoảng tầm 1m đến 1m2 tùy cây, và cái tán của nó thì cao hơn, to hơn từ 1m trở lên. Ví dụ như cái tán của cây này 1,5 m. Số lượng có khoảng 40 cây. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cây rất là đẹp, tròn um. Ngoài cái cây ngô này nữa thì nhà mình có một loạt các cây nguyệt quế, cây hơn 10 năm tuổi và cái đường kính gốc từ 7 đến đến 8 cm. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đường link góc trên bên phải màn hình, đấy là hình cây nguyệt quế bạn nhá. Còn đây là các cây ngô ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây cây ngô lâu năm tuổi mà có thoát thân này, đó, các cái cây ở đây này, đó, thoát thân khá là đẹp, tán tròn, vui lòng liên hệ nhá. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Đó, tán rất tròn và đẹp.